Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tứ Tướng Live sẽ gửi tới các bạn bài phân tích và bình luận nhanh về trận đại chiến trong khuôn khổ vòng thi thứ nhất của giải cờ tướng Quảng Kỳ Bôi năm 2021 diễn ra trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 2. Trong trận chiến này, kênh sẽ giới thiệu tới các bạn và đánh trong vòng thi thứ nhất của hai kỳ vương Trung Quốc. Giữa kỳ thủ cầm bé đỏ đi tiên là Đông Phương Điện Não Đế Đại Hoa, biệt danh là Máy Tính Phương Đông, sẽ chạm trán cùng Phan Mệnh Tam Lang Vũ Hoa. Trong trận chiến trên, nối thời gian thi đấu 6 phút tích lũy 3 giây, bên tiên của Đế Đại Hoa cầm tiên thủ, ông chơi tấn công bằng phương án pháo đầu. Sau 8 bình 5, bên đen đối lại bằng mã 2 đến 3, về sau hình thành hệ thống bình phong để hậu thủ trước đường tấn công bằng trung pháo của bên tiên. Mã 2 tiến 3, mã 8 tiến 7 và tình huống tiếp theo xe 9 tiến 1 chơi pháo đầu hành xe. Bên đen tượng 7 tiến 5, bên tiên xe 9 bình 6. Pháo 2 tiến 2, một thủ pháp tiến pháo để có thể mở đường cho bình 7 tiến 1 để chuyển lộ tấn công. Mã 3 tiến 4, bình 7 ngay và dĩ nhiên là bên tiên không để cho bên đen có thời cơ để chạy con pháo 2 bình 7. Trong chính cuộc, bên đỏ của Đại Hoa ông cầm con pháo 2 bình 3 để kê đường ngay, đồng thời mở đường cho xe 1 bình 2. Bên đen mã 7 tiến 6 nhấc mã tấn công. Bên đỏ qua và tình huống cờ treo tượng lên để hóa giải đường công của bên tiên. Bên tiên xe 1 bình 2, bên đen chạy pháo ngay, chạy vào lộ 6 để oanh kích. Bình 7 tiến 1, các bạn thấy là một cái thủ pháp đi quân khá ảo diệu của kỳ thủ Đế Đại Hoa. Rõ ràng là bên đen đã không dám đi đường cờ pháo 6 tiến 3 ăn mã, bởi đi như vậy là bên đỏ người ta sẽ thừa lực để đi bình 7 tiến 1 để tấn công ngay. Pháo chạy là có thể tiến tiếp. Bình 7 mã thoát oa tâm là bị pháo đầu để khống chế trung lộ. Còn trong bối cảnh mà thoái tượng về thì lập tức tình huống cờ bình 7 ăn mã ngay và hiệp tiếp theo rõ ràng là cái hình thái mà bên đen sẽ bị lép khá nhiều. Trong thực chiến của ván đấu trên, bên đen là chọn biến hóa bình 3 tiến 1 làm biến hóa tốt hơn. Bên tiên lăng mã tấn công và tới đây thì bên đen đã xử lý bằng tình huống cờ thoái tượng về để phòng thủ một tính chất khá an toàn. Trong bối cảnh bên đen là chọn biến hóa mã 3 tiến 4 thì sao? Khi đó bên tiên phải có thời cơ nhấc xe lên điểm cao, ăn cây vừa đoạt đường hướng tấn công, đe dọa thủ pháp bắt mã bắt tượng. Đồng thời các bạn thấy sau khi tình huống này diễn ra thì bên tiên còn thủ pháp pháo 5 tiến 4 để khống chế trung lộ, và đây là cái hình cờ mà bên đen sẽ bị kém khá nhiều. Trong thực chiến của trận cờ, bên đen của Phan Mệnh Tam Lang Vũ Hoa ông cầm tượng 7 thoái 5 ngay. Bên đỏ từ đây đã không đi đường cờ mã ăn mã, bởi đi như vậy là bên đen sau khi chạy pháo qua, các bạn thấy là cái điểm tấn công của bên đen sẽ mạnh hơn để công vào cái lộ tượng và lộ mã của bên tiên. Trong thực chiến của ván đấu này, mặc dù là một cái trận cờ chớp không có quá nhiều thời gian, tuy nhiên hai cao thủ đi những cờ đầy rất cao. Bên tiên lập tức tình huống cờ tiến xe bắt pháo, bên đen xị 6 tiến 5 và tưởng chừng như bên đỏ sẽ tìm cách khác để tấn công. Tuy nhiên thì bên tiên đi một đường cờ rất là bão táp, lập tức tình huống phế xe. Các bạn thấy thì bên đen không dám cầm con xị nhấc lên, bởi đi như vậy là bên đỏ người ta có thể thả mã qua, vừa bắt xe vừa bắt cục. Đây là cái biến hóa mà bên đen thì bị thiệt quân. Trong thực chiến thì bên đen của Phan Mệnh Tam Lang Vũ Hoa cầm con mã để ăn cây và bên đỏ cũng không chạy xe đi, lập tức tình huống cờ pháo 4 để khống chế trung lộ và không cho bên đen có thủ pháp ăn cây. Bên đen Vũ Hoa mã 6 tiến 5 chém tuốt đầu, bên tiên bình pháo vào kê đường và pháo 2 bình 3 đang tập trung tấn công vào lộ tượng của bên đỏ. Các bạn thấy được ánh ra hình cờ trên thì bên tiên lựa chọn biến hóa khá mạo hiểm là tình huống cờ mã 7 tiến 5 chấp nhận để cho bên đen có thời cơ để công vào điểm tượng của bên mình. Ngoài ra thì bên đỏ có thể đi một đường hướng khác có phần an toàn hơn, đó là đường cờ thoái pháo về. Bên này có ăn cây là có thể nhấc xe để cướp lại mã. Trong thực chiến của trận cờ, bên tiên của danh thủ Đỗ Đại Hoa cầm con mã 7 tiến 5 chấp nhận để cho bên đen có thời cơ tấn công bằng tình huống khá mạnh pháo vật tượng và tình huống cờ tiến xe. Thế thì bên đen ngay lập tức đi tình huống cờ xe 2 tiến 9 để hình thành cái thế pháo lăn. Ngoài biến hóa trên thì bên đen cũng có thể tách tốt qua, đây là một cái đường hướng có thể triển khai cũng rất mạnh. Các bạn thấy nếu mà xe lên tốt là bị bên đen người ta sẽ lắc pháo qua để ghim đáy ngay. Đây là cái tình huống mà bên đỏ sau khi ăn tốt sẽ mất nhịp để phòng thủ. Trong biến mà bên đỏ ăn qua mã thì sao? Khi đó bên đen hoàn toàn có thể thoái về để truy quét đường xe của bên tiên, khiến cho con xe không còn đứng ở cái vị trí có thể phá tượng về sau. Đâm chiếu lên và chạy con
xe 97 ra để hỗ trợ tấn công, làm một hình thái mà bên đen mặc dù kém quân nhưng các bạn thấy được là sẽ ưu hơn so với bên tiên. Trong thực chiến của ván cờ, bên đen của danh thủ Vô Hoa cầm xe tiến chín ngay, tạo thành thế pháo lăn. Tuy nhiên thì bên đỏ sau khi cướp lại được mã thì bên đen các bạn thấy là tạm thời chưa có thế công. Lăn ngay, thoái về, tiếp tục qua, đe dọa thủ pháp thoái về ăn xe. Bên đỏ lập tức rẽ pháo qua. Các bạn thấy một đường cờ vừa tấn công vừa phòng thủ khá hay. Bên đen rõ ràng cũng không thể thoái về ăn xe được, bởi ăn qua là bị bên đỏ người ta phá tượng là thua trước. Trong thực chiến thì bên đen lựa chọn biến hóa là tách tốt qua, và tình huống này đã tạo điểm đánh dành cho bên đỏ có thời cơ bật ngược về sau. Ngoài tình huống tách tốt thì bên đen có thể chạy con phá qua lộ 3 để phòng thủ thì có phần tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong chính cuộc bên đen của Vô Hoa ông cầm con binh 3 binh 4 rẽ tốt và tạo điều kiện để cho bên đỏ có thời cơ dùng con xe 4 binh 5 để chém tượng ngay. Sau khi chém tượng thì đang tạo ra một cái thế chiến thuật rất là nguy hiểm. Tượng không thể ăn qua được, tượng ăn qua là bị pháo đâm xuống là thua. Và trong thực chiến của trận cờ, bên đen của danh thủ Vua Hoa cầm con xe chạy qua lộ lục. Bên đỏ thì không đi đường cờ, đơn giản nhất là tình huống cờ tách con xe 5 bình 8 để bắt chết xe của bên đen. Các bạn thấy đánh như vậy thì bên đen cũng sẽ phải buông cờ nhận thua trong một hình cờ mà bên đỏ sẽ là rất mạnh. Trong thực chiến của ván đấu trên, trong một trận cờ chớp thì bên tiên là trận biến hóa có phần xô sát và phức tạp hơn, lập tức cầm con xe chạy qua lộ 7. Vừa chiếu tướng vừa có thể phá tượng. Nước tượng qua, và tới đây thì bên đỏ xử lý một tình huống khá sai lầm đã tạo điểm cho bên đen có thể thoát quân về sau. Ngoài phương án trong thực chiến là đường cờ tách con xe 7 bình 8 thì bên đỏ hoàn toàn có thể đi tiếp đường cờ xem tượng sẽ tạo thành một cái thế tấn công, và bên đen thì không thể hóa giải được trong hình cờ trên. Các bạn thấy đang đe dọa tình huống cờ pháo tiến là cục ngay. Xe thoái về là bên tiên lắc qua, các bạn thấy chết xe thì cũng thua. Trong tình huống cờ bên đen trốn xe và phòng thủ thì sao, khi đó bên đỏ vẫn có thể tạo thành thế chiếu bí bằng tình huống cờ lắc xe qua, tiếp tục lắc pháo để mở đường cho con tướng ở trung lộ có tính phản công. Sĩ lên là đâm xe thua, còn trong bối cảnh mà thoái về thì vẫn bị tình huống cờ phế xe và tuyệt sát ngay. Như vậy các bạn thấy được là trong một cái trận cờ chớp thì mặc dù là những kỳ vương của Trung Quốc cũng không thể tránh khỏi những sai lầm. Ở trong tình huống thực chiến bên tiên của Liễu Đại Hoa ông cầm còn xe chạy qua, và bên đen đã có thời cơ thoát xe của lộ 3 để phòng thủ ngay. Bên tiên chém tượng và bên đen cảm thấy nguy hiểm ở đường pháo chiến, lập tức đi tình huống cờ tiến con xe 6 tiến 3, đồng thời là mở đường cho tướng có thể chạy qua lộ lục hỗ trợ tấn công. Trong tình huống trên các bạn lưu ý là bên đen không thể nào đi đường cờ thoái xe pháo được, bởi đi như vậy là bên đỏ hoàn toàn có thể tách xe, hình thành cái thế chiếu bí tương tự như hình cờ trước đó kênh vừa giới thiệu cùng các bạn. Trong thực chiến của trận đấu trên thì danh thủ Vô Hoa ông cầm con xe tiến qua, và bên đỏ tới đây đã đi một tình huống cờ sai lầm đã tạo nên một cái hình thái khiến cho bên đen có thể phản tiên và thắng lợi về sau. Một trận cờ mà bên đỏ có rất nhiều cơ hội để có thể giành chiến thắng, tuy nhiên là để thua. Trong hình cờ trên chúng ta có thể phân tích thêm một đánh nhỏ khác ở đây. Bên tiên hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội đang có pháo chiến nguy hiểm, có thể tách con xe qua để chiếu tướng ngay. Tướng qua là có thể bất ngờ chạy pháo qua để chiếu tướng ăn xe. Các bạn thấy xe pháo là bị bên đỏ người ta thoái về bắt chết xe cũng thua thôi. Còn trong bối cảnh mà lắc con xe qua để bắt lại pháo, hình thành cái thế mà hai xe nhìn nhau, đi như vậy thì bên đỏ hoàn toàn có thể thoát xe ngay và đơn giản ăn cây, bên đen hết lực để phòng thủ. Trong thực chiến của ván đấu trên, bên tiên của danh thủ Đỗ Đại Hoa ông cầm con xe bình 2, và đây là cái hình cờ đã tạo điểm về cho bên đen có thể thoát được thế tấn công của bên tiên, đồng thời mở đường cho tướng chạy qua lộ lục để đe sát. Trong thực chiến thì bên đen cầm con tướng chạy qua, ngoài ra có thể ăn con tượng ngay, cũng là một cái hình thái thắng lợi trong hình cờ trên. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của ván đấu này thì hình cờ có khác biệt đi một chút. Bên đen là chọn biến hóa tách tướng qua trước. Bên đỏ đâm chiếu ép lên, và tiếp theo tình huống cờ pháo 7 ghim xuống để kéo con xe đen về phòng thủ. Tuy nhiên sau tình huống đó thì bên đỏ cũng không thể hóa giải được cái đường công của bên đen. Ngoài tình huống trên, bên đỏ có một cách khác để thủ, chúng ta sẽ cùng xét qua. Đó là tình huống bên tiên cầm con pháo 5 chạy qua lộ 7. Các bạn thấy nếu mà con xe lộ lục mà chạy theo thì bên đỏ sẽ hóa giải thế nguy. Còn trong bối cảnh mà đi đường cờ thoái về đây thì bên tiên hoàn toàn có thể
thoái về chiếu và phế pháo ngay. Các bạn thấy đây là hình cờ khá giống trong những cái trận cờ thế, khi mà bên tiên có thể phản kháng lại một chút bằng tướng cờ phế xe ăn qua. Tuy nhiên đây vẫn là hình cờ mà các bạn thấy được là bên đen về cơ bản vẫn đứng ở cái thế thắng thôi. Trong thực chiến của trận đấu trên thì bên tiên xử lý bằng tình huống cờ tiến pháo xuống ngay, kéo con xe đen về và đi một vài nước cờ để lấy thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên thì đây là cái hình thái mà bên đen đã tạo thành thế đứng rồi và nhanh hơn so với hai phe lệch của bên tiên. Xe 6 thoái 2 và tuyệt sát. Như vậy kênh học của Tuấn Online vừa phân tích và bình luận nhanh cùng các bạn và đánh trên đến trong buổi sáng ngày hôm nay trong khuôn khổ vòng đấu thứ nhất của giải cờ tướng Quảng Kỳ Bôi năm 2021. Trong vòng đấu thứ hai sau đó thì bên của Vô Hoa tiếp tục vượt qua đội Hoa để giành chiến thắng chung cuộc của trận đấu này và ghi tên mình vào vòng trong đánh trong buổi sáng ngày mai ngày 7 tháng 2. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.